Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão, chiều nay tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường nhấn mạnh, ngay từ đầu mùa mưa bão, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng ứng trực 24/7 tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang để xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra, đồng thời đã lên phương án phòng chống thiên tai phù hợp với điều kiện tại âu thuyền theo phương châm 4 tại chỗ. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao công tác sẵn sàng ứng phó thiên tai của Đà Nẵng, động viên các lực lượng nỗ lực phối hợp tiếp tục hỗ trợ cho người dân, ngư dân trong mọi tình huống. Thứ trưởng cũng đề nghị thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, kiểm soát số lượng tàu thuyền cập cảng, đồng thời lưu ý động viên, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác khi hoạt động trên biển. Tùy tình huống cụ thể thì các tỉnh có thể tiến hành cấm biển. Ngoài cái việc mà quản lý chặt chẽ tàu thuyền rồi thì đề nghị và yêu cầu bà con là có thể dừng đánh bắt ở những cái thời điểm nhất định để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của chính mình. Chúng ta không nên quá tham vào đánh bắt mà có thể lại đi vào vùng nguy hiểm của cơn áp thấp nhiệt đới này. Theo báo cáo của Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang, tính đến 6 giờ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 10, tình hình tại Âu Thuyền Thọ Quang an toàn, công tác bố trí sắp xếp tàu neo đậu và quản lý thuyền viên đảm bảo an toàn. Số lượng tàu thuyền neo đậu là 913 tàu cá, gồm 430 tàu Đà Nẵng và 483 tàu ngoài tỉnh.